Hi everyone, welcome back to my channel. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn từ vựng diễn tả người tập 49. Từ đầu tiên, trọng âm của từ này rơi vào âm đầu tiên, đó là âm O, giống như chữ O trong tiếng Việt, nhưng mà các bạn phải kéo dài nó ra, tại vì phía sau nó là có âm R này. Mà trong tiếng Anh, những cái từ nào mà có cái chữ R này thì thường thường người ta phải kéo nó ra. Các bạn đọc là O, O. Chúng ta xuống giọng âm thứ hai, đó là âm gần, gần. Chúng ta ghi là A, nhưng mà các bạn cứ tưởng tượng đây là âm ơ các bạn nhé. Đọc là organ, organ, organ. Từ này có nghĩa là cơ quan, organ. Để nói về tuyến tiền liệt thì chúng ta có hai cụm từ này, hay là hai từ này. Cái cụm từ đầu tiên này chúng ta chia đôi ra các bạn nhé. Cái từ đầu tiên này thì các bạn đọc là prostate, prostate. Các bạn nhớ là trọng âm của nó rơi vào âm đầu tiên, âm pros, pros, xuống giọng âm tate, prostate, prostate. Nó hơi khó các bạn nhé, các bạn phải xuống giọng, xuống giọng âm thứ hai này, âm A các bạn nhé, A và kết thúc bằng âm T, prostate, prostate. Các bạn ở đây các bạn đọc âm T thì nó dễ hơn là âm thờ các bạn nhé, âm T, prostate, prostate. Ở đây mình sẽ sửa lại cho các bạn là âm T nhé, âm T thì nó dễ hơn, prostate. Và cái từ này thì các bạn đọc là gland, cách đọc nó y chang cách viết gland. Cách đọc thứ hai của nó các bạn đọc âm a bẹt, đọc là plan, a gland, gland. Nhưng mà cách gland thì nó dễ hơn, gland. Cả cái cụm từ này thì các bạn đọc là prostate gland, prostate gland. Hoặc là khi nói về tuyến tiền liệt này các bạn không cần chữ gland, các bạn dùng chữ này thôi, đó là prostate, prostate. Ruột thẳng thì các bạn dùng từ này, trọng âm của từ này rơi vào âm đầu tiên, đó là âm rec, rec. Âm thứ hai là term, term. Hoặc là nếu các bạn khó đọc hơn, bởi vì sau khi là rect term thì nó hơi khó, thì các bạn có thể chuyển thành âm T luôn cũng được. Có thể đọc như mình, đọc là rectum, rectum, rectum. Từ này các bạn lưu ý là ở đây nó ghi hai âm E, vì vậy mình sẽ đọc là mình kéo âm E, âm I này ra là thành âm I dài các bạn nhé. Chúng ta kéo nó ra, spleen. Các bạn không được đọc ngắn, không được đọc là spleen, các bạn phải kéo nó ra, spleen, spleen, kéo nó ra và kết thúc bằng âm N, spleen, spleen. Từ này có nghĩa là lách, gân thì các bạn đọc là tendon, tendon. Trọng âm của nó rơi vào âm đầu tiên, âm ten, âm ten ở trong tiếng Việt đó là âm ten cửa đấy, chúng ta lấy chữ ten nó ra. Và âm thứ hai là đờn, tendon, tendon. Amidan thì chúng ta dùng từ này, trọng âm của từ này rơi vào âm đầu tiên, đó là âm thon, thon. Âm thon trong từ thon thả, thon. Còn âm thứ hai các bạn đọc là so, so, và kết thúc bằng âm giờ các bạn nhé, âm giờ hoặc là âm sờ, tonsils, tonsils. Đó là âm sờ, còn nếu các bạn muốn kết thúc bằng âm giờ thì là tonsils, tonsils. Tử cung thì chúng ta có hai từ, cái từ đầu tiên các bạn đọc là gum. Ở đây nó ghi là âm o nhưng mà chúng ta sẽ đọc là âm u. Nó giống như từ gu trong tiếng Việt và chúng ta thêm âm m nữa. Ở đây thì các bạn xem âm b này là âm câm, coi như nó không tồn tại. Các bạn đọc là gum,
gồm, gồm. Từ thứ hai chúng ta đọc là uterus, uterus, uterus. Trọng âm của nó rơi vào âm đầu tiên, âm diu, âm diu, hoặc là các bạn có thể đọc là âm u, u cũng được. Các bạn có thể đọc là uterus, uterus. Sau đây mình sẽ hệ thống hóa lại những từ vựng ngày hôm nay cho các bạn. Từ đầu tiên, organ, organ có nghĩa là cơ quan, organ. Tuyến tiền liệt thì có hai từ, hay là có hai cách đấy. Cách đầu tiên, prostate gland, prostate gland. Cách thứ hai thì chúng ta đọc mỗi prostate, prostate. Ruột thẳng thì chúng ta đọc là rectum, rectum. Cách đọc thứ hai chúng ta đọc âm T này thành âm thờ, đọc là rectum, rectum. Lách thì chúng ta dùng từ này, spleen, spleen, spleen. Gân đọc là tendon, tendon. Amidan là tonsils, tonsils. Tử cung thì có hai từ, cách đầu tiên đọc là gum, gum. Cách thứ hai là uterus, uterus, hoặc là uterus, uterus. Cảm ơn các bạn hôm nay đã theo dõi video của mình. Nếu các bạn thấy hay, hãy nhấn like and subscribe. Thank you very much for the watching. See you tomorrow. Bye.